Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong 4 clip trước, 3 clip lý thuyết và 1 clip bài tập bài 1, bài 2 đúng không nào? Thì thầy đã giải rất là chi tiết và hướng dẫn ta rất là cụ thể rồi. Thầy sẽ cố gắng hết sức lực của thầy. Thầy sẽ tìm ra biện pháp này nọ để mà giảng mà cho các em dễ hiểu nhất. Ok, được chưa nào? Và trong quá trình học thì các em nhớ like, comment tích cực và clip quảng cáo ủng hộ thầy các em nhé. Đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông. Ok, bây giờ trong clip này thầy sẽ hướng dẫn cho em giải cái bài số 3 em nhé. Bài số 3 thì gồm có 8 câu, 4 câu em, và 4 câu, xin lỗi em nhé. Ta đi xem bài 3A, nó cũng đa đơn giản thôi chứ không chẳng cái gì khó đâu. Sin bình phương x phần 2 trừ 2 cos của x phần 2 cộng 2 bằng 0. Rồi, các em nhìn này. Ở đây các em thấy là sin bình phương. Ở đây là cos. Mục đích người ta cho sin bình phương để làm gì? Các em nhớ công thức này. Sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha thì bằng 1. Có đúng không? Như vậy thì sin bình phương alpha sẽ bằng là 1 trừ cos bình phương alpha. Như vậy thì cái sin bình phương x trên 2 này thầy có thể viết trở thành là gì? 1 trừ cos bình phương x trên 2. Thầy giảng như thế các em hiểu nè. Nghĩa là các em sẽ biến đổi sin bình phương x trên 2 này để chúng ta đưa về trở thành là gì? 1 trừ cos bình phương x trên 2. Chúng ta dựa công thức hồi nãy ban đầu chúng ta gọi công thức lượng giá cơ bản đấy. Nhưng mà thì ở đây chúng ta sẽ đưa về là gì? Bản thân anh này thầy sẽ đưa về 1 trừ cos bình phương x trên 2. Còn hai này thì chúng ta viết lại thôi. Chúng ta chưa đá đụng gì cả. Chưa đá đụng thì cứ viết lại, chứ không phải vứt đi. Các em hiểu chưa? Rồi, bây giờ tới đây thì rồi thì các em thấy nó đã có dạng rồi ha. Tương đương các em lấy 1 này cộng với 2 là bằng 3 ha. Trừ cos bình phương x trên 2 trừ 2 cos x trên 2 cộng cho 3 bằng 0. Thầy chia hai vế cho âm 1 để mà thầy đổi dấu nha. Nghĩa là ở đây thầy sẽ viết trở thành cos bình phương x trên 2. Còn em không thích đổi dấu thì thôi, cứ để đó, nhưng mà để dấu trừ đằng trước của cos bình phương thì thầy thấy nó khó nhìn nên thầy sẽ đổi dấu. Tới đây thì phương pháp giải thì đã có rồi. Chúng ta sẽ đặt gì? Chúng ta sẽ đặt T sẽ bằng là gì? Cos x trên 2. Và cái điều kiện của chúng ta T này nó sẽ nằm ở trong cái khoảng gì? Âm 1 cho tới 1. Được chưa nào? Kem ghim thầy chỗ đây là phương trình trở thành thầy là có dạng. Thôi nào, như vậy thì nó dạng là t bình phương cộng 2t trừ 3 bằng 0. Thì cái phương trình này là cái dạng đặc biệt, nó chúng ta có thể nhẩm được. Nó có dạng là a cộng b cộng c bằng 0. Thì một nghiệm nó sẽ bằng 1 và một nghiệm nó bằng c trên a, nên là lấy trừ 3 chia 1 thì bằng trừ 3. Như vậy thì phương trình ở đây chúng ta có thể giải thích ở đây. Giáo viên hiểu phương trình ở lớp 9 ta học là có dạng này a cộng b cộng c thì bằng 0. Nên từ đây chúng ta suy ra một nghiệm T1 chúng ta là bằng 1 và một nghiệm T2 chúng ta là bằng trừ C trên, tại nói C trên A lấy âm 3 chia 1 là bằng âm 3. Thì T bằng 1 nên là thỏa mãn cái điều kiện này. Còn T bằng trừ 3 chúng ta loại, nên là không thỏa mãn điều kiện. Tại vì nó nằm ở trong khoảng là từ âm 1 đến 1 ha. Không thỏa mãn điều kiện. Các em có hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì ở chỗ này chúng ta chỉ việc giải ở chỗ này thôi ha. Như vậy thì khi t bằng 1 nghĩa là chúng ta tương đương là cos của x trên 2 sẽ bằng 1. Như vậy cái trường hợp này nó là rơi vào trường hợp đặc biệt, nghĩa là chỉ kinh nghiệm của nó chỉ có một dòng thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta tương đương là gì các em? X trên 2 sẽ bằng là gì? K2b. Các em có hiểu không? K2b. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhân cho 2. Để mất số 2 đây, chúng ta nhân 2 đây. Và ở đây chúng ta nhân 2, nghĩa là x này sẽ bằng K4b. K4b. Hiểu nè. Ở đây là K thuộc Z. Ta kết luận vậy. Luôn luôn khi giải phương trình chúng ta luôn kết luận nha. Vậy nghiệm của phương trình là như vậy, x sẽ bằng là K4b, ở đây là K thuộc Z. Được chưa nào? Câu A, hiểu không?
đơn giản gọn nhẹ, biên đổi rất là từ từ chậm rãi. Chỗ nào khó thì thầy sẽ giải thích, còn chỗ nào dễ thì làm nhanh. Nguyên tắc dạy của thầy là từ hồi giờ là như thế, được chưa? Và thầy biết chắc chắn chỗ đó chúng ta sẽ thắc mắc, và thầy sẽ đã giải thích trên đó rồi thì chúng ta không có lý gì mà chúng ta hỏi nữa em. Hỏi thì chúng ta phải hỏi là kiến thức của mình, chúng ta có siêng năng và cần cù và có chịu khó hay không nha, chúng ta đã thuộc công thức hay chưa, chúng ta đã thuộc cái phương pháp và cái dạng đó chưa đó, trước khi chúng ta comment hỏi thầy. Ok, được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 3 câu B các em nhé. Ta đi sang bài 3 câu B các em. Ta có cái phương trình này là 8 cos bình phương x cộng 2 sin x trừ 7 bằng 0. Thì ở đây nếu như câu A nha, chúng ta so sánh câu A này. Nếu câu A ở đây các em hiểu thì bài này rất là dễ, đúng không? Như vậy thì ở đây các em thấy là cos bình phương x mà đây là sin x thì chắc chắn chúng ta áp dụng công thức là gì? Sin bình phương x cộng cos bình phương x bằng 1. Từ đó chúng ta suy ra cos bình phương x này thầy viết trở thành là 1 trừ sin bình phương x, và thế vào chỗ này. Hiểu chưa? Như vậy chúng ta tương đương là 8 nhân cho 1 trừ sin bình phương x. Thầy lại ghi alpha. Mồm thì đọc alpha, thế là cái tay ghi quốc alpha luôn ha. Sin x trừ 7 bằng 0, được chưa? Chúng ta tương đương như vậy thì 8 này trừ 8 sin bình phương x cộng 2 sin x trừ 7 bằng 0. Chúng ta sẽ lấy 8 trừ 7 đây sẽ bằng 1. Như vậy chúng ta viết âm 8 sin phương x cộng 2 sin x cộng cho 1 bằng 0. Được chưa? Thầy sẽ chia hai vế cho âm 1, như vậy ra được 8 sin bình phương x, hay nói cách khác là đổi dấu ở ba vị trí này. Đây trừ thành cộng này, cộng thành trừ này. Nói vậy cho nhanh ha. Tới đây thì phương pháp giải đã có, chúng ta sẽ tiến hành đặt. T sẽ bằng là sin x, và cái điều kiện của chúng ta T này nó sẽ nằm ở trong cái khoảng đó chính là trừ 1 cho tới 1, trừ 1 cho tới 1, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ giải phương trình. Từ từ em, bây giờ thì phương trình trở thành ha. Làm nhanh quá em lại không hiểu. Phương trình trở thành như vậy ra được là tương đương là 8t bình phương trừ 2t trừ 1 bằng 0. Ok, thì ở đây á chúng ta giải delta này nọ, không là các em bấm lên giùm thầy máy tính luôn nha, được không nào? Bấm máy tính luôn nha. Chắc có lẽ chúng ta biết bấm rồi chưa? Đây máy cùi thì chúng ta biết rồi, bấm cái máy mà cái máy xịn của em thì thầy nhớ không lầm là mod 5 á, cái số 5 á. Thì các em thấy cái phương trình đó, thì đây của thầy là 1, phương trình bậc 2 thì chúng ta bấm ra đi ria, bấm A, ở đây là 8 này. Còn không thì em bấm tính delta nha, thầy bấm phương trình này cho nhanh. Chứ giờ cứ đặt delta rồi tính T1, T2 theo kiểu kia lâu quá. X1 bằng 0,5 nghĩa là 1 phần 2 này, âm 0,25 nghĩa là âm 1 phần 4 này ha. Ok, được chưa nào? Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng 1 phần 2, đây là âm 1 phần 4 này. Và hai nghiệm này nó đều thỏa mãn hết nha em nhé. Thỏa mãn cái điều kiện của cái phương trình. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì chúng ta giải là đây t bằng 1 phần 2, nghĩa là tương đương là có phải là sin x là bằng 1 phần, 2. Khi sin x mà bằng 1 phần 2 thì chúng ta sẽ tương đương với là sin x. 1 phần 2 này chúng ta sẽ đưa về sin của bao nhiêu độ game hả? Có phải là bằng 90 độ, nghĩa là tại loại của 30 độ nè. 30 độ nghĩa là pi trên 6, có đúng nè, pi trên 6. Tới đây chắc hiểu rồi chứ? Em có hiểu không? Hiểu. Ok. Rồi. Như vậy thì chúng ta tới đây chúng ta có hai nghiệm, đó chính là x sẽ bằng là pi trên 6 cộng k 2pi, và x này sẽ bằng pi trừ cho pi trên 6 cộng k 2pi. Đúng không? Để thầy lấy cái máy tính. Như vậy thì ở đây có là 1 trừ 1 phần 6 đúng không? Thì sẽ bằng 5 phần 6 đúng không nào? Biết như vậy nhưng mà vẫn cứ thích bấm để nó hạn chế tổn thất cái neuron game ạ.
cái gì mà sử dụng được cái trí tuệ nhân tạo thì chúng ta sử dụng thôi. Đúng. Như vậy x này sẽ bằng là 5 phần 6 pi cộng k2 pi, ở đây k thuộc z. Xong một cái. Cái thứ hai là t sẽ bằng là âm 1 phần 4, ta tương đương ở đây là sin x sẽ bằng là âm 1 phần 4. Riêng âm 1 phần 4 thì nó không có giá trị đặc biệt nên chúng ta đưa về át sin ha. Như vậy x này sẽ bằng là át sin của âm 1 phần 4 cộng cho gì? K2 pi với lại là gì? X sẽ bằng là pi trừ cho át sin của âm 1 phần 4 cộng K2 pi. Ở đây điều kiện ta k thuộc z. Có được chưa nào? Đó, như vậy thì phương trình ta có mấy nghiệm? Tổng cộng là 4 nghiệm. Ta kết luận là vậy. Đó, phương trình đã cho có 4 nghiệm. Đó chính là gì? X sẽ bằng pi trên 6 cộng k2 pi. X sẽ bằng ở đây là 5 pi trên 6 cộng k2 pi. X này sẽ bằng là át sin của âm của 1 phần 4 cộng k2 pi. Và x này sẽ bằng là pi trừ cho át sin của 1 phần 4 cộng k2 pi. Và k điều kiện chúng ta đây k thuộc z. Ba b các em. Dễ đúng không em? Chắc là dễ hiểu. Nghĩa là cái bài toán dễ chứ không phải thầy dạy dễ đâu. Thì cũng tùy thôi. Thầy mà dạy các em không hiểu thì các em có quyền comment là thầy dạy quá dễ. Thầy nói thật sự là như thế. Còn các em hiểu thì các em bảo là thầy dạy hay rồi các kiểu. Đó, đó là tùy theo cảm nhận mọi người. Chứ còn phương pháp của thầy chỉ có thế thôi. Chứ còn thầy, các em đừng đòi hỏi thầy hơn nữa nhá. Còn người thầy là thế, thầy đã theo các em từ năm học lớp 8 rồi. Các em hai cả bà. Rồi chúng ta đi sang câu C nha. Ta đi sang bài 3C các em. Đây các em, cái phương trình này. 2 tan bình phương x cộng 3 tan x cộng 1 bằng 0. Bài này thì chẳng có việc biến đổi cái gì cả các em ạ. Mà chúng ta chỉ việc đặt điều kiện. Cái biết tan á thì bằng là gì? Xin trên code. Nên ta phải đặt điều kiện của chúng ta đây là gì? Điều kiện của ta đó chính là cos x phải khác 0. Nên ta tương đương x này phải khác là pi trên 2 cộng k pi, trong đó là k phải thuộc z. Đó chính là cái điều kiện. Ok, như vậy thì ở đây sau khi đặt điều kiện rồi, chúng ta sẽ tiến hành đặt t sẽ bằng là tan x ha. Thì cái phương trình trở thành đó nè. Thì phương trình trở thành như vậy thì ở đây chúng ta tương đương là 2 t bình phương cộng 3 t cộng cho 1 bằng 0. Thì cái này nó dạng cũng dạng là đặc biệt, chúng ta có thể nhẩm được. Nó dạng là a trừ b cộng c bằng 0. A trừ b cộng c bằng 0 thì khi đó một nghiệm t của nó sẽ bằng là âm 1 và một nghiệm t 2 sẽ bằng là trừ c trên a, nghĩa là trừ 1/2. Như vậy thì ở đây chúng ta không cần phải bấm máy tính luôn mà chúng ta suy ra t 1 ở đây sẽ bằng âm 1 và t 2 sẽ bằng là âm 1/2. Cái được chưa nào? Ở đây thì chắc chắn là nó thỏa mãn rồi, chúng ta không phải lấy cái loại nghiệm gì cả các em ạ. Mà ở đây chúng ta trường hợp thứ nhất này, như vậy thì chúng ta tương đương luôn t 1 thì bây giờ thầy sẽ thế bởi tan x sẽ bằng âm 1 và đây là tan x sẽ bằng là âm 1/2. Cái được không nào? Và tan x bằng 1 nghĩa là x này sẽ bằng là gì? Các em bây giờ thầy làm có hơi nhanh quá không em? Hơi nhanh không? Thôi ở đây chỗ đây thầy vẫn ghi là hay ra x luôn nha. X này sẽ bằng là ở đây là trừ 1 nghĩa là tan của pi trên 4. Như vậy trừ pi trên 4 cộng cho gì các em? Cộng k pi. Cái điều nào? Ngay chỗ đây là ra được là tan của gì? Của âm pi trên 4 nè. Chứ còn âm 1/2 thì không ra nên ta phải ra được át tan các em ạ. Át tan. Như vậy thì ở đây x sẽ bằng là át tan là
A1 phần phần 2 cộng KB. Ở đây là điều kiện ta là K thuộc Z. Được chưa nào? Đó. Ok. Như vậy thì hai cái nghiệm này nó đều thỏa mãn. Vậy như vậy thì ở đây kem ghi là thỏa mãn là cái điều kiện. Thỏa mãn điều kiện. Sau đó chúng ta kết luận là vậy. Tại vì điều kiện chúng ta là x khác b trên 2 cộng KB. Các em hiểu không? Vậy nghiệm của cái phương trình là gì các em? Như vậy là x sẽ bằng là âm b trên 4 cộng KB, với lại là x sẽ bằng là tan âm 1 phần 2 cộng KB. Ở đây K chúng ta là thuộc Z. Hiểu chưa? Câu 3C các em. Thầy giải hơi nhanh không ta? Câu nghĩa thầy phán hơi nhanh ở chỗ đây ha. Mà chỗ đây nó ra cơ bản rồi mà. Dễ. Phán xíu cũng được chứ cũng sao. Đúng không? Chúng ta sẽ đi sang cái câu cuối cùng, câu D nha. Trong clip hôm nay cũng là cái câu cuối cùng luôn. Ok. Ta có bài 3D nha. Như vậy chúng ta có tan x trừ 2 cotan x cộng 1 bằng 0. Thôi nào. Như vậy thì ở đây các em thấy tan, mà ở đây cô tan. Các em nhớ rằng giùm thầy cái công thức này. Đó chính là tan x nhân cô tan x sẽ bằng 1. Từ đó thầy suy ra cô tan x này sẽ bằng 1 chia cho tan x. Các em có hiểu nè. Như vậy trước khi mà chúng ta thế vào đây thì các em nên đặt điều kiện. Tại vì ở đây là tan là bằng sin trên cos, chứng tỏ cái điều kiện của chúng ta này. Tan ở đây là bằng sin trên cos, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có cos x sẽ khác không. Cotan là bằng cos trên sin, như vậy ở đây chúng ta sẽ có sin x khác không. Như vậy thì ở đây chúng ta có là cos x khác không thì x sẽ khác là b trên 2 cộng cho k kb, và x ở đây sẽ khác là k kb. Cả đúng nè. Và chúng ta hợp hai điều kiện này lại thì chúng ta sẽ lấy là x này nó sẽ khác là gì? K b trên 2, và ở đây là k sẽ thuộc z. Được chưa nào? Ok, đó là xong phần điều kiện. Sau khi chúng ta đặt điều kiện rồi thì chúng ta sẽ tiến hành biến đổi. Như vậy thì cái tan x cứ để đó, trừ 2. Cái chỗ cô tan x này thầy sẽ viết trở thành là 1. Tan x cộng 1 bằng 0. Sau đó thầy sẽ tiến hành quy đồng. Thầy sẽ tiến hành quy đồng, lấy tan x này nhân lên đây và lấy tan x này nhân lên đây. Như vậy tan x nhân tan x thì ra tan bình phương x trừ 2 cộng cho tan x sẽ bằng 0. Các em hiểu nào? Nên ta tương đương là chúng ta sắp xếp lại tan x bình phương x cộng tan x trừ 2 sẽ bằng 0. Tới đây thì giải giống như câu C. Hiểu chưa nào? Ở đây chúng ta sẽ tiến hành đặt T sẽ bằng là tan x thì phương trình trở thành. Như vậy phương trình trở thành cái gì các em? Như vậy chúng ta tương đương là tan bình phương cộng T trừ 2. Như vậy nó có dạng đặc biệt là 1 A cộng B cộng C bằng 0. Như vậy thì chúng ta tương đương nó ra hai nghiệm là T1 bằng 1 và T2 là bằng gì? C trên A, nghĩa là sẽ bằng là trừ 2. Cũng không là các em bấm máy tính giùm thầy nha. Cũng không là các em tính delta. Có nhiều cái để ra như thế này. Ok, như vậy có phải chúng ta tương đương luôn, nghĩa là tan x sẽ bằng 1 và tan x sẽ bằng là âm 2. Có đúng không? Mà ở đây tan x ở đây bằng 1, nghĩa là tan ở đây ra là tan của bi trên 4 này. Còn ở đây chắc chắn thì ra áp tan rồi. Như vậy tương đương ở đây là x sẽ bằng là bi trên 4 cộng kb. Còn ở đây x sẽ bằng là áp tan của âm 2 cộng cho k kb. Và điều kiện chúng ta k thuộc Z. Ở đây là kem ghi giùm thầy là điều thỏa mãn. Thỏa mãn điều kiện của phương trình. Nghĩa là hai cái nghiệm đây này. Chúng ta kết luận vậy. Nghiệm của phương trình là, đó chính là gì em? Đó chính là x sẽ bằng là b trên 4 cộng kb,
với lại x sẽ bằng là át tan của âm 2 cộng cho k, k bi ở đây là k thuộc z. Được chưa? Đó chính là bài 3D các em. Em nhớ về công thức giữa mối liên hệ giữa tan cô tan ở đây nha. Công thức này rất quan trọng, mặc dù nó rất là cơ bản nha. Và chúng ta được học ở năm học lớp 10 rồi, chứ không phải lên tới 11 chúng ta mới được học đâu. Em thấy có dễ hiểu không nào? Dễ hiểu hay không dễ hiểu thì cũng comment giùm thầy một cái nhé, để thầy biết nhé, để rồi thầy có lỗi chỗ nào hay là cần khắc phục chỗ nào thì thầy sẽ khắc phục chỗ đó, để mà cái bài giảng của thầy nó đạt hiệu quả hơn và sẽ giúp cho chúng ta hiểu nhanh hơn. Ok, và nói chung là chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, chứ còn sống mà không tin tưởng lẫn nhau thì không thể nào mà hợp tác được với nhau nữa. Ha. Ok, mặc dù thầy dạy cái này là dạy miễn phí cho các em, nhưng mà thầy cũng làm vì gọi là cái tâm của thầy thôi. Ok, được chưa nào? Chúc cho các em học tốt và nhớ like, comment tích cực để chia sẻ, để ủng hộ thầy cũng như là chia sẻ bài giảng cho thầy các em nhé. Ok, bye. Các em, bye bye.